xin chào mọi người đến với một ngày mới. Và hôm nay với tuần thứ ba rồi. Với tuần thứ ba này thì mình đang ở trong kỳ nghỉ spring break của mình, nên là mình vẫn đang đi du lịch và mình sẽ cho mọi người đi xem hôm nay là mình sẽ đi đâu. Và cụ thể là hôm nay mình lại sẽ quay trở lại như Washington DC mà lần trước ở trong vlog lần trước mình đã cho mọi người, nhưng mà hôm nay nó sẽ là kiểu đi du lịch theo đoàn một chút đấy. Nhưng mà thực sự là mình vẫn phải keep track theo cái việc tập luyện và ăn uống của mình, nên là tí nữa mình sẽ cho mọi người xem là hôm nay mình sẽ ăn như thế nào. Bọn mình ở đây là kiểu bọn mình thuê một cái Airbnb ở đây ấy, ở chắc tầm 2-3 hôm thôi, đi chơi một chút để làm sao chúng ta kiểu cân bằng lại cuộc sống của chúng ta và với cái việc gym của chúng ta, đúng không? Còn sau đó thì chúng ta sẽ thực sự làm sao nó nghiêm túc sau nữa. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ cố gắng gọi là cho bản thân gọi là vừa làm việc vừa nghỉ ngơi một chút đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi ăn bữa ăn đầu tiên của ngày hôm nay, cũng rất là đói. Cả team đang ở đây và bây giờ bọn mình đang đợi Uber để bây giờ chúng ta sẽ đi ăn đồ Việt Nam. Mình cảm thấy cái đồ ăn Việt Nam nó dễ dàng với cái mình để keep track với tất cả những cái macro của mình ấy. Tại vì thực ra là nó thuần về kiểu như là ăn cơm, ăn thịt này. Nó rất giống một cái chế độ ăn rất là healthy ấy. Nên là mình khi mà mình đi chơi đâu ấy, mình rất là kiểu chỉ muốn đi ăn đồ Việt Nam đấy. Và nó cũng như là hợp với khẩu vị của mình mà. You never know. Me? Em là ai? Em phải giới thiệu cho mọi người. Mình bên mình toàn các bạn trai xinh gái đẹp như này. Hôm nay là sẽ được làm cameraman của anh An. Ôi, tại sao mình có nhiều cameraman xinh đẹp? Em là ai? Em phải giới thiệu mọi người để mọi người biết là em là ai nữa. Thì mới biết là cameraman của ai, góc thì quay thế nào để hôm sau lỡ mày có xấu thì mọi người đừng chửi. Em tên là Phương Thảo. Em học cái gì khi em học phim đúng không? Em học phim study, nên là yên tâm là không thể xấu được. Chứ thật đẹp với anh An quay. Đẹp nha, nên mọi người thử xem có đẹp không nhỉ? Đói quá, bao giờ mới đến rồi. Các bạn nhìn thấy cơ kìa không? Và các bạn biết mình ở đâu rồi đấy. Eden chứ đâu. Đây, lúc nãy mình nói Eden ấy, thì không biết các bạn nhớ không, nhưng mà hôm trước là lần trước ở trong cái vlog mà đi Washington ấy, thì mình cũng ra đây ăn và cũng một kỷ niệm rất là hay ở đây với cơm gà đúng không? Là mọi người chưa xem chưa? Bây giờ cho mọi người xem flashback. Giới thiệu các bạn, đây là món cơm gà. Tự phải cầm lại. Mình được hai đánh như này giới thiệu là nó khá là nổi tiếng ở đây. End of flashback. Bây giờ thì bọn mình đang ở một nhà hàng Việt Nam và hôm nay bọn mình quyết định là ăn kiểu cơm gia đình ấy. Thì nó sẽ có một cái là nó sẽ rất là giống như ở Việt Nam, khi mà các bạn ăn cơm gia đình ấy, nó rất là khó track được cái macro của mọi người ấy. Thì mình chỉ là kiểu estimate, kiểu ước chừng ấy. Thì ở đây thì mình sẽ cố gắng mình ăn khoảng tầm, chắc là tí nữa mình sẽ ăn một cái bát này thì tầm 60 đến 70 gram carb ấy. Và thịt thì mình sẽ cố gắng mình ăn rất là nhiều loại thịt ở đây này. Thì các bạn có thể thấy là hôm nay mình sẽ ăn khoảng tầm cũng 50 đến 60 gram protein ấy. Và fat thì ở đây thì vì mình đi ăn như thế này thì mình sẽ đẩy cái fat lên rất là cao, tầm 30 ấy. Như vậy để làm sao về lúc về mình sẽ ăn bù lại cái lượng kia ấy. Thì đây cho mọi người nhìn ở đây nó rất là nhiều cái món. Đơn giản đấy thôi, nhưng mà đấy, cố gắng học cách làm sao mà chúng ta có thể ước lượng được cái mức đấy để mà chúng ta sau này về chúng ta tính lại, để xong rồi chúng ta bù trừ đi. Nếu chúng ta kiểu như là mình đã nói với các bạn rồi, chúng ta chỉ cần là làm sao chúng ta thích nghi được với hoàn cảnh và chúng ta đi chơi với mọi người cho thoải mái, chứ đừng có gọi là quá chi tiết quá rồi quá đem đi đồ ăn đi. Mình cũng đem, nhưng mà tí mình sẽ cho các bạn xem là mình đem đồ ăn như thế nào nhá. Đây, với một bát này nó sẽ là tầm 65 carbs của mình đây. Và hôm nay mình sẽ đập chút bữa chân nên là mình sẽ ăn khá là nhiều. Đấy, rất nhiều. Wow. Same family kiểu ấy. Và ở đây đấy, canh các kiểu cá kia rồi. Thì ở đây thì tí mình sẽ lấy ra vào và nó sẽ có một tip cho các bạn, khi mà các estimate đấy thì khi mà trong bạn thịt đấy thì mình ở tầm nửa phần bàn tay ở này, đâu cũng chắc là tầm cái tầm đấy là nó khoảng rơi vào 300-400 lạng thịt đấy. Nếu mà các bạn có thể lấy được nhiều như thế thì đấy sẽ là vừa với cái phần mà chúng ta được tầm 40 đến 60 gram carbs ấy. Thì đấy là cách mà mình 40-60 gram protein. Và đây cách mà mình kiểu như là mình estimate, mình tính, mình kiểu phải ước chừng ấy. Tại vì nhiều khi mà chúng ta không đi, chúng ta không có cân ấy, làm sao chúng ta mang cân đi được đúng không? Nên là đấy là một cách ước chừng cho các bạn. Hãy
các bạn cứ nấu ăn dần dần thì các bạn sẽ nhìn vào cái mắt các bạn sẽ biết là cái khẩu phần đấy là bao nhiêu. Dễ lắm. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái vũ khí của mình. Thấy không? Đây là cà phê sữa đá. Mình thề với các bạn là chưa có một loại cà phê nào mà mình cảm thấy gọi là sung như uống khi uống cà phê Việt Nam. Kiểu nó hình như nó rất nhiều những caffeine. Nhưng mà đến với cà phê Việt Nam ấy thì đúng phải uống kiểu cà phê sữa đá mới gọi là đúng vị ấy. Nhưng mà thực ra thì mình sẽ bảo người ta bỏ rất ít thôi ấy, tại vì mình muốn không muốn gọi là nhận những cái calo thừa từ khi mà từ đường sữa ấy, nhưng mà nó rất là ngọt mà cũng không cần thiết đến mức thế, và mình cũng không phải là một cái loại ăn ngọt đấy, nên là mình bảo người ta cho rất ít thôi, và như vậy thì mình cũng vừa thưởng thức được cái vị cà phê này, và nó cũng sẽ là một cái pre-workout pad thai uống cà phê Brazil này ăn này, và mình sẽ gặp lại các bạn với buổi tập chân ngày hôm nay. À, bây giờ thì trong cái thời gian mà mình nghỉ, tại vì mình vừa ăn xong rồi rất là no, nên là chúng ta sẽ có một tiếng rưỡi để nghỉ, và trong thời gian này thì bọn mình đang đi chợ để chuẩn bị tối mai thì bọn mình sẽ nấu ăn một bữa cơm gia đình nữa, nhưng mà mình cũng không biết được là sẽ ăn thế nào. Đấy, có một cái là đặc biệt là khi mình đi chơi ấy, thì mình thường kiểu đi chơi với những anh em bạn bè mà kiểu mình cảm thấy chơi được, mà kiểu như là mình cảm thấy khi mà kiểu có một cái cuộc đi chơi nó thoải mái lành mạnh và có những chế độ ăn nó phù hợp với cái chế độ ăn của mình ấy, thì mình sẽ kiểu rất là thoải mái, nên là khi mà mọi người đi chơi ấy, thì mọi người có thể chọn đi chơi bạn thân của mọi người, hoặc là đi chơi với những người nào mọi người cảm thấy sự thoải mái nhá. Chứ khi mà đi chơi mà mình cảm thấy nó không thoải mái mà xong mình lại kiểu cảm thấy vừa mất tiền mà lại vừa mắc bực mọi người ấy, thì nó mang những stress một chút đến mà chúng ta, và khi chúng ta giảm mỡ này mà stress thì không bao giờ giảm được đâu nhá. Mọi người, mình sẽ cho mọi người xem thế này. Thấy không? Thấy không? Go gym, go gym. Mình vừa mới vào Go Gym, các bạn vừa thấy đấy, thì để mình vẫn như là hỏi xem là ở đây là người ta có cho kiểu quay không ấy, hoặc là giá cả thế nào ấy. Ra là những cái phòng gym lớn như là Go Gym như thế này ấy, và hầu hết như là các phòng ở đây ấy, nó không cho quay trong phòng tập, nên là khá khó khăn, nên bây giờ mình sẽ phải đi tìm một phòng tập khác để có thể quay phim cho mọi người. Và thêm một cái gym nữa mà bọn mình vừa đến, nó là Planet Fitness, cũng là khá là nổi tiếng ở Mỹ ấy. Nhưng mà lại cùng một kết quả là những cái cửa gym nổi tiếng như thế ấy, thì nó sẽ không có cho bọn mình quay phim, nên là chúng ta lại phải cố gắng đi tìm một chỗ nào đó để chúng ta có thể quay phim cho mọi người. Không sao hết, mình vẫn còn no và vẫn còn sức để tìm tiếp cho mọi người. Bọn mình bây giờ đang ở phòng gym Band Gym, và tìm mãi mới được một chỗ. Mình gọi điện rất là nhiều chỗ để mà xem là chỗ nào để mình đi quay được, và thật ra cả hợp lý thì ok, mình tìm được một Band Gym, và với 40 đô mình tập 3 ngày, nếu như một là một cái vé một tuần ấy. Nhưng mà thực ra là trong gym này nó rất tiện nghi ấy, khá là tiện nghi. Còn như các bạn thấy đây là mình đang phải để cái hộp, cái video cao mình trong đây để cho mình đi du lịch ấy, thì mình cũng chỉ mang được một ít thôi, mình không mang cả hộp. Thì đây, sẽ cho một chắc là hai muỗng là kiểu cả bạn mình muốn, cả em muốn nữa, nên là sẽ đầy đủ cho cái bữa tập trận ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu tập ngày hôm nay thì chúng ta vẫn khởi động như tập trước thôi. Hôm nay mình sẽ khởi động 3 bài tập, khởi động như hiệp trước, như là các bạn tập 3 hiệp với tập 3 động tác, mỗi cái 2 hiệp, mỗi hiệp tầm 10 đến 12 reps để làm sao chúng ta khởi động thật là nóng nhé. Ok, hôm nay thì chúng ta chỉ có tập với là hai hiệp tập nhưng mà sẽ là hiệp drop, và chúng ta sẽ drop tổng cộng là 60 reps. Thì chúng ta sẽ có gọi là khi chúng ta đã đi ngưỡng 30 rồi thì chúng ta sẽ drop xuống mức đạn. Đây thì mình để con nhất là rất là nhẹ, tại vì tập rất là nhiều reps. Và cách mà chúng ta tập thì chúng ta sẽ tập chưa đây 4 lần là sao, 4 lần là mỗi hiệp chúng ta sẽ đến 15 cái thì chúng ta sẽ nhấc đủ dư địa cho một lần. Tại vì chúng ta tập khá nhiều reps như vậy, nên khi các bạn tập ấy thì khi mà chúng ta đổi cái cách để chân như vậy ấy, nó sẽ tấn công vào nhiều khía cạnh của cơ khác nhau. Và cụ thể là chúng ta sẽ bắt đầu với là chân của chúng ta ở dưới cái cuối cùng. Xong 15 reps chúng ta nhấc lên một tí, xong 15 reps chúng ta nhấc lên một tí, nhấc lên một tí nữa. Thì nhớ đến cái ngưỡng ở giữa là ngưỡng 30 thì chúng ta sẽ giảm tạ. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hiệp đầu tiên của mình.
Với bài leg day của chúng ta, leg press là bài đầu tiên thì chúng ta sẽ tập rất nhẹ thôi, nhưng mà sẽ rất là chết nếu mà chúng ta tập đủ tất cả 60 reps của mình. Và tất cả 60 reps này, dù là chân nó để trên hay để dưới, thì chúng ta đều phải để rộng hơn vai một chút. Và kỹ thuật các bạn vẫn nhớ chứ, hãy nhớ là dồn hết lực vào cái gót chân của chúng ta để đẩy nhá, xuống chậm kiểm soát để làm sao cơ đùi nó làm việc. Và chúng ta đẩy mạnh, thật mạnh lên. Mạnh nhưng mà chúng ta đừng có khóa khớp chân đấy nhá. Khóa khớp chân là nó sẽ dẫn đến chấn thương của chúng ta. Và đấy, như mình đang tập thì mình sẽ tập 15 reps. Ở lần đầu tiên thì mình sẽ để chân dưới cùng. Đấy, ở hiệp đầu tiên thì mình sẽ đi từ dưới lên trên. Sau khi 15 reps đấy, mình rách giá lại, xong mình đi chân lên một chút và mình tập tiếp 15 reps tiếp theo, để làm sao cho cái chân nó thực sự chết và tấn công nhiều góc độ của chân nhất có thể. Và ở đây các bạn có thể thấy thì mình xuống, mình cũng không gọi là, khi mà cái chân các bạn lên càng cao ấy, thì cái mức độ reps của các bạn ấy, làm sao bạn cứ cảm nhận là bạn hạ đùi đến mức mà cái cơ lưng dưới bạn không phải uốn lên để mà chịu cái lực của cái leg press đấy. Và sau đó thì mình sau 15 reps, sau tổng cộng là 30 reps nhá, sau cái 15 reps thứ hai như vậy thì mình sẽ giảm tạ đi và mình tiếp tục đẩy hết sức còn lại của mình. Và bây giờ mình sẽ nói lại cho các bạn cách tập nhá. Đầu tiên là thử thấp nhất này để làm sao chân nó thoải mái. Xong rồi hiệp thứ hai, sau khi 15 cái xong, mình sẽ nhấc lên một inch ở đây, mình tập cùng mức tạ. Xong rồi, xong 15 cái là tổng cộng 30 đúng không? Mình sẽ lấy một bớt tạ ra. Thì xong rồi mình sẽ tiếp tục đẩy lên cao thêm tí nữa. Và cuối cùng cũng tương tự, giữ nguyên bớt tạ, đẩy lên cao, cao nhất. Ok. 11 12, giữ nào. 13 14 đến cuối là up. Rồi, rách lại. Rồi, đẩy lên một tí thôi, mình cao quá. Down and drop, kiểm soát. 12, 13, 14, 15. Với hiệp 2 này ấy, thì chúng ta sẽ tập ngược lại, là chúng ta tập từ trên xuống dưới. Nhưng mà với bản thân mình ấy, lúc nãy là mình vẫn hơi nhẹ với mình, nên là mình sẽ cho thêm từ 4 cục thêm lên thành 5 cục từ ban đầu. Tại vì thực ra là chúng ta chỉ có 2 hiệp thôi, nên chúng ta không có nhiều set để tập, và hãy cố gắng trân trọng được set, nên là cứ tập chết cho mình. Để các bạn không đạt được số reps thì sau này chúng ta có thể giảm cái mức tạ đây đi để chúng ta hoàn thành số reps, nhưng mà quan trọng là để phải tập đến chết. Ok. Và đến với hiệp tập thứ hai thì chúng ta sẽ đi ngược lại, là chúng ta đi từ trên xuống dưới. Và như mình đã nói với các bạn ở đây, cái khoảng rep range ở đây thì các bạn có thể thấy nhìn như kiểu mình là mới nhấp đấy, nhưng mà thực ra là ở đây là cái quãng xuống sâu nhất của mình, để mình đảm bảo làm sao cái xương sống của mình nó không bị uốn. Và tương tự đấy, khi các bạn cứ 15 reps các bạn rack lại một lần, và chúng ta sẽ đi xuống 1 inch hoặc là 2 cm. Sau khi đủ 30 reps thì chúng ta sẽ giảm tạ đi, và cuối cùng là chúng ta tập. Thực ra là ở đây mình không giảm đâu, tại vì là mình cảm thấy là ok, chân mình vẫn còn rất là nhiều sức, nên mình quyết định là mình tập luôn không nghỉ. Và ở đây như các bạn thấy là mình đang để chân dần xuống và cố gắng dồn hết các áp lực, tập thật là chậm, thật là cảm nhận. Tại vì thực ra là số tạ nó càng nhẹ thì chúng ta càng phải tập chuẩn chỉnh, làm sao cho cái cơ, cái lực đấy nó dồn đúng vào cơ của chúng ta. Đừng phí hoài những cái reps nhẹ là để làm gì. Nếu mà chúng ta tập nhẹ mà chúng ta lại tập không đúng nữa, không chuẩn chỉnh nữa, thì coi như là công sức cả buổi nó sẽ đi tong ấy. Nên là hãy nhớ tập thật chậm, tập thật kiểm soát, tập đúng mức tạ của chúng ta. Nếu mà các bạn cảm thấy vẫn không cần giảm ấy, thì không cần giảm. Và đừng quên là giãn cơ 10 giây sau mỗi hiệp tập. Các bạn vừa thấy như về hồi vừa rồi ấy, thì khi mà mình chọn mức tạ thì mình cứ nghĩ là nó nặng, nó kiểu như là mình tập nhiều reps nó sẽ chết ấy. Nhưng mà kiểu đến khi mình xong 30 cái đầu, mình vẫn thấy là nó ok, mình vẫn còn rất là nhiều sức, nên là mình sẽ không giảm và mình để đấy luôn. Nên là các bạn ấy cứ chọn tạ nặng cho mình, rồi xong kiểu như khi các bạn không tự tin ấy, thì các bạn cứ chọn tạ nặng, tập nặng cho mình. Vì thực ra như vậy mình rất là sợ, nhưng mà đến lúc đấy thì mình mới cảm nhận là mình cần tập được nhiều hơn nữa. Nên là cứ thoải mái, cố gắng chọn cái đúng mức tạ, cứ tự tin vào bản thân là mình có thể tập được và tập đúng mức tạ, kể cả chúng ta không đủ số reps. Nhưng mà sau đó chúng ta có thể giảm tạ sau. Đừng sợ là nó tập nhẹ quá, tập nặng quá, để rồi chúng ta lại tập quá nhẹ, như vậy là không đủ, chết đấy, tại vì chúng ta có 2 hiệp thôi. Sau khi xong với bài leg press thì chúng ta sẽ chuyển qua bài rất quen thuộc, đó là bài dumbbell squat. Như ở đây thì các bạn cũng thấy mình tốc độ kiểu mình nhân rưỡi tốc độ của video, nên là các bạn thấy nhanh, nhưng mà thực ra không nhanh thế đâu. Và chúng ta sẽ tập kiểm soát, tập chậm. Và ở đây chúng ta sẽ tập 2 hiệp. Mỗi hiệp của chúng ta bao gồm một lần drop. Và một lần drop ở đây là gì? Một lần là gọi như chuyển tạ. Ví dụ như là ban đầu mình sẽ xuất phát với tạ là 45 pound mỗi bên chẳng hạn. Thì xong rồi mình sẽ tập 25 đến 35 reps cho cái mức tạ đấy. Xong rồi mình mới thả tạ ra và mình lấy tạ nhẹ hơn là tạ 35 pound. Và mình tiếp tục 25 đến 35 reps. Và như vậy thì chúng ta có tổng cộng là tầm 50 đến 70 reps cho cả một cái hiệp tập này. Đấy, các bạn có thể thấy mình vừa mới chuyển tạ.
và cố gắng nhá. Tuy là mức tạ nhẹ đấy, các bạn cứ nghĩ là nhẹ, nhưng mà thực ra khi các bạn squat với một số reps nó rất là lớn như vậy, nó sẽ rất là mỏi. Và hãy cố gắng cảm nhận, tập đúng động tác, tập mọi cái như là chúng ta tập đúng động tác squat bình thường ấy. Xuống thật chậm này, cảm nhận vào cơ và lên thật nhanh, gồng cơ đùi, gồng cơ mông cho mình. Như vậy thì chúng ta sẽ tận dụng được hai hiệp thực sự chết của bài dumbbell squat này. Đưa cho nó xuống, đưa cho nó xuống. Đó. Đưa cho nó xuống. Lên này. Xuống. Lên này. Ngồi như thế. Bài tập tiếp theo của chúng ta sẽ là bài leg extension, và bài này mình sẽ tập là slow eccentric. Ở đây có nghĩa là mình sẽ tập rất là chậm khi mình trả về ấy. Các bạn có thể thấy là chậm thế nào, chậm tầm 3 giây ấy. Như hôm trước mình chúng ta tập với show ấy, thì nó sẽ thực sự vào cơ. Với cái mức tạ này mình cảm thấy là khá là ok, mình không quá thấy nặng ấy. Thì mình sẽ cố gắng mình tập thật là chậm này, mỗi lần drop đều thế cả. À ở đây thì chúng ta sẽ tập mỗi hiệp nhá, chúng ta tập 3 hiệp này. Mỗi hiệp thì gồm 3 hiệp nhỏ, có nghĩa là thay vì chúng ta tập hai hiệp nhỏ là có nghĩa drop ấy, ở như ở cái bài trước là bài squat, thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ drop hai lần, gọi là double drop set. Có nghĩa là chúng ta sẽ tập 15 đến 20 reps với mức tạ nặng nhất, xong chúng ta giảm tạ đi và chúng ta tập tiếp không nghỉ là 15-20 reps nữa, và cuối cùng lại giảm tạ lần nữa và chúng ta tập nốt 15 đến 20 reps, và như vậy chúng ta đã có 60 reps tổng cộng cho một hiệp. Và tương tự thì chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho 3 hiệp. Và nhớ nhá, hãy cố gắng này, cố gắng làm sao cho mình là lên cao xong giữ đấy nửa giây, một giây, xong rồi từ từ trả về, trả thật là chậm cho mình để làm sao cái cơ nó làm việc hết công suất đấy. Thì gặp mức tạ nhẹ, mình đảm bảo các bạn mức tạ nhẹ thì cơ nó cũng rất là chết. Và bình thường ấy mình tập rất nhiều ấy, mà ở đây mình có tập tầm 75 pound, mà bình thường mình phải tập 140 pound ấy. Thì các bạn có thể thấy là nó chết đến mức nào khi mà chúng ta tập với những cái bài mà chúng ta tập chậm như này và tập gồng lên đấy. Đấy, quan trọng là chúng ta gồng cơ thì nó mới vào được. Ok. Và sang hiệp cuối cùng thì mình chơi nâng hẳn tạ luôn, 45. Ơ, nãy giờ là không phải tập 45 pound đâu, mà 45 x 3 là bằng 135, và cộng thêm cục 35 nữa là 170. Thì đấy mình tập 170 pound hiệp cuối, còn bình thường là mình tập 135 pound. Đấy, các bạn có thể thấy là mình sẽ tập đốt rất là hiệu quả nếu mà mình tập chậm đấy, tập 135 pound nhưng vẫn cố gắng tập đúng động tác cho mình. Như vậy thì cơ nó sẽ chết. Và các bạn có thể thấy rồi đấy, khi mà chúng ta tập xong chúng ta giảm, mình lần này mình cũng giảm ít thôi à, giảm một bánh nặng một bánh tạ, như vậy thì cơ thực sự là chết trong buổi tập chân đùi trước thôi nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang đùi sau. Rồi sang cho combo cho đùi sau thì chúng ta sẽ có một superset, nhầm, đây là combo superset giữa hai bài tập, và chúng ta sẽ có 4 hiệp như thế. Mỗi hiệp sẽ gồm hai bài tập, đó là bài lying hamstring curl. Với bài lying hamstring curl này chúng ta tập từ 18 đến 20 reps, và tương tự cái bài sau cũng thế nhá. Với bài lying hamstring curl thì mình sẽ tập tương tự như leg extension, là chúng ta sẽ tập là slow eccentric, cố gắng đưa lên cao, giữ lại một tí, tầm 2 giây gì đấy thì chúng ta trả về thật là chậm. Như vậy bạn được tập tạ nhẹ hơn này, an toàn hơn mà còn vào rất là nhiều. Và sau đó thì chúng ta sẽ tập sang luôn với bài tập là
Stiff Leg Deadlift, đúng rồi. Đấy, bài này thì như các bạn đã thấy thì mình đã tập với động tác rất là nhẹ và thực sự là mình cảm thấy combo nó rất là hợp. Vì sao? Vì các bạn đã cảm thấy bạn tập isolate vào cái cơ đùi sau khi mà tập với lying hamstring curl rồi, khi mà tập bài này ấy, các bạn sẽ cảm thấy rất rõ, và đặc biệt khi các bạn để cái bánh tạ ở dưới gót chân ấy, vì hôm nay mình không mang cái giày kia mà, nên là giãn cái sự áp lực của nó sẽ vào dồn vào cơ đùi sau rất là nhiều. Nên là mình thấy combo đấy rất là tuyệt khi các bạn có thể tập được 18 đến 20 reps mỗi bài tập. Và chúng ta sẽ có 4 hiệp như vậy thì sẽ kết thúc được cái buổi chân của chúng ta, động tác cuối cùng cho chân chúng ta ngày hôm nay. Combo cho bụng và là bài tập cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, đó là superset giữa hai bài tập, đó là hanging leg raise và lying leg raise. Với bài hanging leg raise thì mình đến một cái điểm tựa như là mình có một cái ghế đằng sau ấy, thực ra cái dựa lưng đằng sau ấy, thì mình cảm nhận như vậy thì mình có thể tập vào cái bụng nhiều hơn và gồng tốt hơn. Và các bạn có thể superset sau 18 đến 20 reps của bài hanging leg raise thì mình sẽ chạy qua luôn là lying leg raise, và các bạn có thể thấy là mình tập khá là chậm, khá là cảm nhận. Chúng ta không cần tập nhanh tập nhiều, nhưng mà tập đúng động tác và cố gắng đi thật là chậm, đừng có quá, chả phải quá nhanh làm gì. Và mình nghĩ là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, hình như là mình đã nói rồi đấy, nhưng mà nhớ nhá, 4 superset mỗi bài 18 đến 20 reps mỗi hiệp. Với cái bài bụng đầu tiên này, hãy cố gắng chúng ta dựa vào thẳng người này và chúng ta chỉ gồng bụng để kéo lên, đừng không cần cao quá này làm gì, nhưng mà cũng chỉ lên 90 độ, cái đùi chúng ta lên 90 độ này, không nó chả chậm rồi về kiểm soát nhá, đừng có thả bốc một phát thế này, thả về kiểm soát này để mà nó vào bụng. Xong rồi chúng ta chưa không phải xuống hết cái này đâu nhé, mà xuống đến đây thôi, mình gồng lên để đảm bảo làm sao cái đùi chúng ta nó luôn luôn ở giữa chồng và luôn cong để làm sao gồng cái bụng chúng ta nhiều nhất có thể. Tương tự dừng anh leg raise, cho một tips, ví dụ bạn hãy hơi ngẩng đầu lên, nhưng mà ngẩng đầu ở đây là hãy dùng cái bụng chúng ta hơi gồng lên chứ không phải là dùng cái cổ của chúng ta. Nếu mà bạn dùng cái cổ ấy, nó sẽ rất vào gáy của chúng ta thì nó không gần. Và tips ở đây là các bạn để tay vào đây này, để tay ở dưới này, thì khi mà xuống ấy nó sẽ gọi là chặn một cái đường và không cần phải xuống hết, đừng xuống thẳng như này mà xuống hơi cộng hơi trên thế này một tí để giữ cao độ ở bụng dưới. Bốn hiệp vừa đúng nhỉ? Hay ba hiệp? Ba. Thực sự chơi mọi người mấy ba hiệp mà mình cảm thấy cái bụng mình cháy lắm rồi. Tập vào nhá, không quan trọng tập nhiều mà tập phải vào. A few moments later. Mọi người, mình vừa mới về đến nhà và vừa mới tắm xong để đầu tóc. Sorry mọi người. Còn hôm nay thì cả nhóm đã ra ngoài đi ăn và kiểu như mọi người cũng muốn đi liên hoan tiệc ba bụng các kiểu ấy, nhưng mà mình không muốn kiểu phá vỡ cái chế độ ăn của mình lắm, và đương nhiên là mình cũng có việc cần làm, đó là ngồi soạn video cho các bạn, đúng không? Nên là mình sẽ về nhà, không sao. Và từ bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Đây là mình mang đi đấy, mình mang, thực ra là mình đi có 3 ngày thôi mà mình mang cả một cái vali cỡ 30-40 cân ấy. Ngoài đựng đồ ra xong rồi mình đựng một đống đồ ăn này ấy. Đấy là cái quan trọng. Để mình xem, bây giờ mình sẽ ăn gì. Bây giờ đây, đó sẽ là một pasta. Cái này là mình đi thì mình phải kiểu bọc cái giấy ni lông lại ấy, để mà làm sao cho nó đỡ bị rớt ra vali ấy. Nhưng mà cũng khá là ok. Bây giờ mình sẽ đâm nóng nó lên. Và bây giờ thì mình sẽ có một suất ăn sau bữa quốc ca của mình. Nó sẽ là một phần pasta, mì Ý và đây là một loại là bò của mình. Bò của mình là dùng là 964. 964 nghĩa là gì? 964 là có 4% mỡ rồi, còn 96% là thịt. Và cùng với là mình sẽ, hôm nay mình nạp khá là carb, vì thực ra là lúc trưa đấy có tầm 60g carb. Và ở đây cộng phần này nữa, phần này thì tầm 30-40 cộng thêm một cái phần củ khoai mình ăn rất là ít cáp, này mình sẽ ăn nạp cái cáp là một ít dưa hấu này. Đây sẽ là bữa post workout của mình sau khi tập.
và mình sẽ ngồi edit, mình sẽ ngồi mình lọc các footage cho các bạn và mình sẽ nói chuyện với các bạn sau khi mình ăn xong nhá. Trông trơn quá là thỏa mãn sau một cái buổi workout như thế này. Wow. Trong nãy giờ mình ngồi mình ăn vào cũng là có thực mới vượt được đạm các bạn ạ. Thì mình có ngồi suy nghĩ một chút là nhiều người sẽ nghĩ là tại sao mình lại kiểu đi chơi mà lại mang đồ ăn đi, nhưng mà có bị hâm không hay đấy, bạn bè đi chơi mà mày về nhà mày ngồi mày làm việc. Cái mà mình muốn chia sẻ ở đây với mọi người ấy là với cái suy nghĩ của mình đấy nhá, không có thể không đúng với mọi người, nhưng với suy nghĩ của mình ấy thì mình sẽ sống ích kỷ cho bản thân một chút. Ích kỷ ở đây là gì? Ích kỷ ở đây nó sẽ là ích kỷ về đam mê của mình. Ích kỷ ở đây là làm sao mình cảm thấy thoải mái nhất khi mà mình có thể theo đuổi cái mục tiêu đây. Đôi khi ấy chúng ta phải biết hy sinh những cái thời gian mà chúng ta đi chơi bên ngoài, mà thực ra cũng chẳng phải hy sinh đâu. Với bản thân mình nhá, mình cảm thấy này, mình đem đồ ăn thế này mình ăn xong rồi mình kiểu đi chơi, mình không đi chơi với mọi người, mình về đây mình ngồi làm việc, mình không thấy gọi nó gọi là kiểu bắt buộc hay là bắt ép. Nó tương tự như một cái chế độ ăn của các bạn. Khi các bạn, có rất nhiều bạn đã kiểu đang từ ăn những loại thức ăn như là junk food hay là fast food, những cái đồ ăn nhanh ấy, rồi đồ ăn không có lợi cho sức khỏe, thì khi mà các bạn chuyển sang muốn giảm cân thì các bạn sẽ khí thế hưng hực, các bạn sẽ ăn kiểu còn gà luộc, súp lơ luộc, không có gì cả, không muối. Nhưng mà các bạn ạ, cái quan trọng đây là một cái cuộc đua đường dài, cuộc đua marathon, thì cái quan trọng là chúng ta phải làm sao để mà chúng ta cảm thấy thoải mái nhất, để chúng ta duy trì. Các bạn cứ nghĩ xem, các bạn ăn những cái chế độ ăn như thế, có thể là các bạn ăn cái chế độ ăn này 2-3 ngày, ok, rất sạch, rất clean, mình không có làm gì, không có sodium luôn, hay kiểu không có muối luôn đấy. Nhưng mà thực ra sodium thì mình nói sau, nhưng mà cái quan trọng ấy là chúng ta ăn như thế này, khi mà chúng ta bỏ gia vị vào ấy thì chúng ta cũng đã ăn sạch hơn rất nhiều khi mà so với chúng ta ăn, so với kiểu như là đi ăn ngoài hàng này, ăn dầu mỡ này, rồi ăn những đồ fast food này. Thì đấy là những cái gì mà mình giúp cho bản thân mình cảm thấy thoải mái trên cái cuộc, trên cái chặng đường đi của mình. Như mình hôm nay mình đi chơi với mọi người để làm sao mình lấy lại cái sức sống, gọi là không phải sức sống mà có nghĩa là lấy lại cái mà mình cảm thấy thoải mái, kiểu như cân bằng trong cuộc sống ấy. Nhưng mà mình kiểu không muốn là gọi là đi chơi quá, với tại vì với bản thân mình ấy, đi chơi nó không hề có gì là mang quá nhiều ý nghĩa cả. Mà với mình thì làm việc đem lại những cái này cho các bạn thì nó sẽ là ý nghĩa hơn. Và đấy, thậm chí là 4-5 giờ sáng mình không hề quan tâm đấy là mấy giờ cả, mà mình cảm thấy vui là được. Nên các bạn ạ, hãy sống làm sao cho bản thân mình thấy vui. Bản thân mình trước nhá, mình nói thật với các bạn, hãy làm cho bản thân mình thấy vui. Kể cả các bạn không muốn giảm cân, có muốn thay đổi bản thân hay không đi nữa, thì mình không khuyên các bạn là có nên thay đổi hay không, mà hãy sống làm sao bản thân mình cảm thấy không hối tiếc, không dằn vặt. Sống làm sao mà sống đây là cuộc sống của chính mình, và điều này là điều mình muốn làm, và không ai ép buộc mình cả, và mình cảm thấy thoải mái với nó. Thì như vậy ấy, thì chúng ta mới có nhiều cái động lực để chúng ta đi một cái quãng đường rất là xa, một cái cuộc chặng đua marathon đấy ấy, thì mọi người sẽ cảm thấy là rất 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 kiểu yêu nó ấy. Mình phải học cách yêu nó trước thì chúng ta mới đạt được nó. Vậy nên là đừng quá ép buộc bản thân mình, đừng quá hà khắc với bản thân mình. Làm những gì các bạn thích. Có thể là, đấy mình sẽ bảo rồi, có thể các bạn sẽ cô đơn trong một thời gian đầu, rất là cô đơn khi mà các bạn có những cái ích kỷ đấy, các bạn không đi được với mọi người. Nhưng mà nếu mà các bạn đã giữ lập trường đấy và quyết tâm theo nó, mình phải kiên trì với nó. Chúng ta chỉ cần đi một đoạn đường đầu là chúng ta sẽ có đơn độc một chút. Nhưng rồi khi mà chúng ta đi và càng ngày những cái ngã rẽ nó sẽ trùng lại với nhau, và chúng ta sẽ gặp được những cái con người cũng đơn độc như thế nhưng cùng chí hướng với chúng ta. Với kể cả những người bạn của mình ở đây ấy, thì thực sự là mọi người rất là hiểu mình, mọi người tôn trọng cái kiểu như là cái cách sống của mình. Và đấy, mình nói thật luôn, thẳng luôn mọi người,
là mình sẽ cố gắng mình về mình làm việc cho mọi người này, mình cố gắng mình về mình kiểu theo dõi chế độ này, mình quyết tâm này, chứ mình không muốn gọi là thả lỏng bản thân đấy. Tại vì thực ra cái thả lỏng bản thân đấy nó không đem lại cho mình một niềm vui. Thả các bạn bỏ tiền ra, các bạn đi bar, các bạn đi cái này cái kia, các bạn cảm thấy vui thì ok, nếu mà các bạn bỏ tiền ra mà các bạn thấy nhận lại đó là những cái niềm vui ấy, thì nó là xứng đáng, nó là những gì các bạn yêu thích và các bạn làm thế, bạn làm thấy thoải mái hoàn toàn. Nhưng mà với mình ấy, mình làm như thế mình không thấy vui. Mình đi cũng đi bar như thế, các bạn thử nghĩ xem, khi mà các bạn đi bar xong rồi các bạn ngồi đấy, các bạn nhìn những người bạn các bạn uống rượu mà trong khi mà bạn là mình không uống, hoặc nếu có uống thì các bạn cũng cảm thấy tội lỗi, thì tại sao chúng ta lại phải đã mất tiền rồi mà chúng ta đem những cái gọi là bực tức rồi cũng như là cái lo lắng lo âu, nó không đáng đúng không? Vậy nên là mình sẽ cố gắng làm những cái gì mà mình thích nhất, để tại vì mình còn tuổi trẻ mà, tuổi trẻ là nó một cái gì đó nó trôi qua rất nhanh, nhưng mà nếu mà chúng ta biết tận dụng nó thì và thực sự là theo đuổi, dám vấp ngã, dám đứng lên, dám sống với những gì mà mình muốn, mình theo đuổi, thì nó sẽ là một tuổi trẻ thực sự ý nghĩa. Một cái tuổi trẻ nó sẽ ghi lại dấu ấn cho chúng ta, để khi chúng ta về già chúng ta nhìn lại là, à ngày xưa mình đã sống cho bản thân mình, sống cố gắng quyết tâm với cái mục tiêu của mình, và mình sống thoải mái, mình sống không hối hận. Thì đấy là những gì mà mình muốn. Mình muốn kiểu mọi người cũng muốn có thể làm sao trên cái chặng đường này chúng ta đi trong 12 tuần giảm mỡ này, các bạn cảm thấy nó thật sự là thoải mái, thật sự là đây là nó sẽ cho các bạn nhiều động lực hơn. Đây, cái group mình tạo ra cũng là giúp các bạn làm sao mỗi ngày thì chúng ta sẽ học được một cái mới, học một cái không về kiến thức đâu, mà có thể là về món ăn chẳng hạn, hoặc là về động lực để làm sao mà chúng ta thấy nhiều người đi như vậy thì chúng ta cảm thấy chúng ta đoàn kết hơn, chúng ta không bị đơn độc lẻ loi nữa. Nên là đấy là những gì mà mình muốn nói các bạn. Hãy sống với chính mình, hãy sống với chính mình, hãy sống với con tim của các bạn, hãy sống với những gì mà các bạn cảm thấy thoải mái nhất, nghe theo con tim và làm theo nó, làm hết mình, thì các bạn sẽ thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mình sẽ phải ngồi soạn video, và hôm qua sau cái video đợt trước ấy, thì mình đã được một bạn video editor mới contact mình, và mình sẽ thử làm một video này ngày hôm nay ấy. Mình sẽ soạn ra và mình sẽ làm nhát một cái vài cái rồi mình sẽ đưa khung cho các bạn ấy, và bạn sẽ gọi là hoàn thiện này. Nên là mọi người thử xem nhé, video này nó chất lượng thế nào thì mọi người comment cho bạn ấy biết, để có thể lần sau nếu mà mình hợp tác với bạn ấy kiểu như là chính thức ấy, thì bạn ấy sẽ biết được là cái gì mà mọi người mong muốn từ bạn ấy. Và đấy, mình vẫn còn một phần cardio nữa lúc nãy, kiểu mình cũng vội ấy và cũng chưa hoàn thành được phần cardio, nên là tí nữa mình sẽ lên cardio và mình sẽ thông báo cho các bạn về cái thời gian của cardio chúng ta sẽ phải thay đổi thế nào nhá. Nên là bây giờ mình sẽ ngồi làm việc và mình sẽ gặp lại các bạn trong ít phút nữa. Thì đội vừa đi chơi về, mình tôi nãy giờ mình làm clip và ôi cardio quá mà. Hôm nay mình thực sự không hiểu cảm sao cảm giác mình cardio nó không chạy một hơi được cơ. Thực ra là đúng rồi, bây giờ mình nghĩ là mình nên sinh hoạt lại thời gian để cho nó điều tiết lại sức khỏe, chứ như bây giờ đây mấy hôm nay mình ngủ rồi này. À, với lần cardio trong tuần này thì mình đã phải tăng lên 25 phút một lần nhá, 25 phút một lần thì còn 50 phút nhá, nên là cố gắng cardio nhá. Còn bây giờ thì mình phải đi ngủ, gặp lại các bạn sau.